Ok, hello chào anh em, mình là Bảo Nam đây. Tiếp tục trên con game MUSS6.vn. Hôm nay mình sẽ gọi là tích nạp 15 triệu mọi người nhá. Để mình lấy cái búp này này, búp nguyên liệu Win 2 này. Được 5, 5 cái búp, à quên được, đúng rồi, được 5 búp mọi người nhá. Để mình ép Win 2.5 cho anh em xem nhá. Ép Win 2.5 lên, đấy, ok, bây giờ mình sẽ nhận thưởng luôn. Một món này, hai món này, rất là nhiều đồ anh em ạ. Búp này thì mình ném sau nhá. Tạm thời mình cứ nhận hai nguyên liệu này trước để mình quay win, quay win 2.5. Ok, mình đã nhận xong nhé. Bây giờ mình sẽ vào game anh em ạ. Bây giờ mình sẽ vào game nhá. Rồi, mình đang ở trong game rồi anh em ạ. Bây giờ thì ta vào ơi sao nhiều thế ta. Ta vào NPC quà tặng nhận quà thôi. Đấy, rất đơn giản. Tại NPC quà tặng. Hy vọng hôm nay sẽ đập được lên cái win 2 cho DK. Hiện tại cái win mình đang đeo win mini anh em này. Đấy, rất là buồn. Win kia mình để cho anh em cho vui rồi. Đấy. Giao dịch này. Em cứ giao dịch thế nhá. Hiểu BS phết đấy. Bùa trao bùa chiếc các kiểu này. Úp cả mỡ. Đấy. Không thiếu rồi. Đấy anh thấy, thấy búp chưa? Thấy búp chưa? Tạm thời mình lấy hai cái nguyên liệu trước anh em ạ. Lấy hai nguyên liệu trước đi. Không có trận hòm đồ quá anh em ạ. Lấy hai nguyên liệu trước nhá. Còn ba hộp kia lấy sau. Mình sẽ ép lên win 2 trước, xong sẽ ép lên win 2.5 sau. Đây cho hộp quà này ra đi. Đấy, ném ra nguyên liệu 2.5 này. Nguyên liệu ngẫu nhiên anh em nhá. Ngẫu nhiên thôi. Cắt B đi. B nhiều quá. Rồi tiếp tục mình lại mình nhận nốt nhá. Lại nhận nốt cho anh em. Hy vọng hôm nay sẽ ném được win 2.5. Anh em thấy hay thì chạy cho mình một like, một subscribe nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Để mình lấy cái động lực để mà làm video cho anh em xem. Anh em có ý kiến gì hay là thắc mắc gì thì cứ comment ở phía bên dưới nhá. Link tải game thì mình cũng để dưới phía bên phần mô tả luôn. Đấy. Một, hai, ba, bốn, năm. Đủ rồi anh em ạ. Nhiều quá, nhiều quá. Nhiều quá luôn anh em ạ. Hết rồi, ok. Mình đã nhận xong mọi người nhá. Tích nạp 15 triệu thì được tặng thêm bấy nhiêu đấy. Vừa coi thì mình dùng riêng. Đấy, gọi là được tặng, cái này là được tặng thêm thôi. Để dành búp đây để làm clip cho anh em xem vào video clip lần sau. Đấy, bây giờ hôm nay là làm cái clip đi đi ném cái đi ép cái nguyên ép cái win 2.5 anh em nhá. Bắt đầu mình ném ra luôn này. Chẳng đáng thang ra cái gì đấy. Ui. Ra được Long Phú Vượng Hoàng anh em ạ. Tuyệt vời, tuyệt vời. Long Phú Vượng Hoàng tạo ra cánh ma thuật này. Tiếp tục nhá anh em nhá. Ấy, tuyệt vời, tuyệt vời. Được cái cánh tạo ra cánh DK. Ngon đấy, ngon đấy. Long Vũ Phượng Hoàng tiếp anh em ạ. Long Vũ Phượng Hoàng tiếp. Hai phát rồi. Gì đây? Lại cái gia quỷ vương này. Cái gì tiếp đây? Xương thần chết này. Xương thần chết là tạo ra cánh tử thần này nhá. Đấy. Áo choàng tử thần, đấy. Thì là mình sẽ ép cái hai cánh DK này trước. Bây giờ mình sẽ đi ép win 2 mọi người nhá. Ép win 2 trước. Đây để cất này vào đây cho nó gọn này. Vẫn nó mất là chết đấy. Cái win 2 trước. Cất con gấu này đi. Gấu Misa này đi. Ê, chưa đeo được anh em. Đeo đại quỷ lên cho nó đẹp. Thôi đeo gấu đi nhở. Gấu nhìn cho nó để thương không biết đâu lại.
may mắn lại lên. Đấy, nguyên liệu thì anh em cần một cái ép quỳnh 2, một cái lông vú này, một viên trao và một cái trang bị X. Đấy, bây giờ mình sẽ ép lên nhá. 1 này, ép lên 1% đi. 4 này, 4 cũng được anh em ạ. 1 này, 2, 3, 4 này, 5, 5 này, 6 này, 7 này. Ê, xịt anh em ạ. Thôi cho lên 7 thôi nhá. Cho lên 7 nó cũng lên mà anh em. Nhưng mắc là 70% anh em ạ. Nên là tay cần lên cộng 7 thôi. Nó xịt mệt lắm. Nhỏ ước nguyện này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đấy. Để xem có tỷ lệ cao không. Tỷ lệ có cao không anh em nhá. Kết hợp bình thường này. Tỷ lệ là 60%. Mình mua thêm bùa là mắc 70% anh em nhá. Mình sẽ mua thêm bùa. Mua bùa hết 40.000. Đấy. Mua thêm bùa nào. Một cái. Hai cái. Ba cái. Bốn cái. Bốn cái là ép được hai phát. Rồi. Chiến thôi, chiến thôi anh em. Cho một tràng pháo tay khích lệ nào. Anh em hãy cho mình một like, một subscribe nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Đây. Một viên, à quên, một cái lông vũ này. Đấy, được chưa, được chưa. Quá tuyệt vời anh em ạ. Đây, 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 đây. Tát vào đây đi. Hai cái bùa vào hai góc cùng đi. Tỷ lệ là 70% anh em nhá. 70%. Phát đầu tiên thì có căn không? Căn đi. Cứ căn đi cho chắc anh em ạ. Lên nào, lên nào. Lên nào, ui. Chỉ rồi anh em ạ, chỉ rồi. Một phát chỉ rồi anh em ạ. Ai da, căng nhờ. 70% vẫn xịt. Căng đấy. Ông kia ông hỏi mình phát mình đen ngay. Ông cũng vẫn quá. Ông tiếp tục đến cái thứ hai em ạ. Cái thứ hai, đầu lúc đâu. Đây có cánh lúc rồi này. Khả năng là căng đấy. Khả năng là căng đấy em ạ. Giải nén ngọc này. Ngọc ước nguyện. Hy vọng là sẽ lên được cái win. 2, 3, 4 này. 5, 6, 5. Ê, ép lên 9 khả năng là khó phết đấy em ạ. 7 này. 8 này. Ê, cái đĩa 7 mắc là 70% mà. Cái dại dột máu lên đập lên 9 làm gì. Đập lên 9 thì nó cơ hội nó lại sướng hơn anh em ạ. Có cảm giác mình nó cảm giác lên dễ hơn. Ê, hỏng 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 hỏng. Đúng rồi. Ngọc tâm linh đâu. Ngọc tâm linh. Khá là căng đấy anh em ạ. Từ đang mặc Win Mini này. Khổ tôi ghê luôn đấy. 7 này. Ok. Lên 7 rồi. Tiếp tục đập cái phát thứ hai. Đập phát thứ hai em nhá. Đập phát thứ hai nào. Cho cái khiên vào đi. Vẫn tiếp tục như hồi nãy mọi người nhá. Lần này mình sẽ căn 3 lần. Căn đúng 3 lần anh em ạ. Căn đúng 3 lần. Rồi. Căn đúng 3 lần. Đấy, tỷ lệ là 70%. 2 bùa. Mắc rồi đấy mọi người ạ. Mắc rồi đấy. 70%. Khả năng là mình để 65 đi. Khả năng là để vậy. Cho nó đẹp.
Rồi. 1 2 này. 3 giữ nó. Ui. Ai ta? Ai à, căng nhờ. Làm cái win 2 mà khó nữa thì chết thôi. Hai phát xịt cả hai em ạ. Khả năng là đồ nhân vật thôi. Khả năng là phải đồ nhân vật thôi em ạ. Làm cái nhép xem con nơi như thế nào nào. Khả năng chọn nhân vật cái. Tốn phết anh em ơi. Đấy anh em thấy khó khăn như thế mới lên được cái win. Cực kỳ khó khăn luôn. Không phải đơn giản là anh em có win đâu. 1, 2, 3. Tập viên line nào. 4, 5, 6, 7 này. Mắc là chỉ có 70% anh em nhá. Đấy, mắc là 70% mình đã đủ nhân vật rồi. Hy vọng phát này sẽ lên. Căn đúng 3 lần là vẫn thế anh em ạ. Căn sát nút luôn rồi. Đấy, thiếu viên trao. Thiếu viên trao. Con game này thì mình để link tải dưới phần mô tả anh em nhá. Anh em nào chơi thì tải về chơi thôi. Đấy, mấy viên trao ra sẵn luôn. Khả năng là phải, nếu mà lần này không được là phải lượn một vòng đi giết người thôi anh em ạ. Lượn một vòng đi giết người, may ra thì vớt vát đi cái ấy. Đấy, tỷ lệ 60% lần này không bỏ bùa nữa. Bỏ bùa mắc thì nó cũng vẫn xịt. Mắc là 70% anh em nhá, vẫn cứ xịt. Thì ta để đi. Là để 60% đi, đỡ tốn tiền. Bắt đầu căn nào, căn nào. 1 này. 1, 1, 1 rồi, 1 rồi. 1. Cố lên anh em ơi. Cố lên, cố lên. 1. 1. 2. 3 dứt. Ui, biết ngay mà, quá tuyệt vời nha. Quá tuyệt vời em ạ. Cực kỳ tuyệt vời luôn. Bây giờ mình sẽ ép lên cộng 9 mọi người nha. Quá tuyệt vời. Sẽ ép lên cộng 9 nào. Ép lên cộng 9. Bây giờ ta đập cái win 2.5 luôn mọi người nha. Căng đấy. Đập luôn 2.5 luôn em nha. Đập lên lúc này. 1 viên like này. 2 viên like này. 3 viên lai này. Ê, 3 viên lai căng đấy. Xịt 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 xịt. Cứ bình tĩnh. Cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh các bạn. Cứ bình tĩnh để tớ đập đồ. Bình tĩnh nhá. 4, 5, 6 này. 7 này. Xịt này. Ê, xịt anh ạ. 2, 3, 4, 5, 6 7 này. Ê, 5 rồi. 6 này. 7 này. Nặn đi, nặn đi. 8 này. Phát ở 9 đi. 9 này. Ôi, tuyệt vời, tuyệt vời rồi. Tuyệt vời, tuyệt vời. Bây giờ là lấy nguyên liệu 2.5 đúng không? Phải đổi nhân vật tiếp. Chọn nhân vật tiếp anh em ạ. Phải chơi cửa đó. Thằng Gấu Bin nó quên mình đi. Nó bảo là thằng Bảo Nam nãy giờ nó chưa ép thôi. Cho nó lên lần đi. Đúng không nhé? Đấy. Quá đúng luôn. Đúng thì cho hắn một like luôn đi. Quá tuyệt vời. Giả nén ngọc này. Ngọc sinh mệnh. Đập lên ốp cái sơ đá. Đâu ta? Đây rồi. 4 này. 8 này. 8 rồi anh em ạ. Thôi để 8 thôi. Số 8 là số đẹp mà. Số 8 là số phát. Trong phong thủy là số phát đấy. Anh em nhỉ? Phát bàn phát giật đi. Phát phong phát giật. Cái gì nữa ta? Một nguyên liệu. Hai cái bùa. Rồi. Hai cái bùa chắn chắc. Cái này là chơi lớn mà lại. Chơi lớn, chơi lên. Chơi lớn nào. Kết hợp bình thường nhá. Chơi lớn, chơi lớn.
2.5 này. Hai chấm năm đâu, Win DK đúng không? Win DK tỷ lệ 1% anh em ạ, tỷ lệ 1%, 11% anh em nhá, tỷ lệ đúng 11%. Robin ơi, tao bảo này, cho tao lên đi, đợi tí tao thưởng cho mi 100B được chưa? 100B ăn 3 lần lại anh nhá, 4 này. Ấy ấy, đập luôn. Ê, chịt mẹ rồi anh em ạ. Thằng câu pin nó bị điếc rồi, nó không nghe mình nói rồi anh em ơi. Chết, hết máy với lại Win 2 mà lại chịt thì toang rồi ông giáo ạ. Toang thật rồi. Ai, căng nhở. Toang thật rồi ông giáo ơi. Tiếp tục ép Win 2. Căng đấy. Cực kỳ căng luôn chứ không phải là căng. Một phát nhá, một phát là xịt. Ngọc ước nguyện này, 11% là mắc anh em nhá, 11% là mắc rồi. Này nó lên là lên hên xui thôi. Mình đen thì mình phải chịu, không có cái được. Đen phải chấp nhận giá cổ cánh. Ê, không có lúc nhỉ. Làm bên lúc ngay cho nó có lúc. Tiếng đây, căng căng như này mà không lên với đâu anh em ạ. Căng căng như này mà lại không lên đấy, lên 4 thôi. Giải nén ngọc này, ngọc tâm linh. Thằng lên 6 này, lên 7 này, đi 5, 7 này, được chưa? Ngon lành cành đào chưa? Quá ngon lành cành đào luôn. Để gọn vào, rồi, nó đập đi. Quá ngon lành cành đào anh em ạ. Hy vọng là lên. Một cái này, hai cái này, ba cái này, bốn cái này, tỷ lệ vẫn là 60% anh em ạ. Để gọn vào đồ nhá, gọn đồ vài là cho nó đỡ báo, nó báo là đầy hòm đồ đấy. Có gì nó không báo thì mình để gọn vào lại rồi. Tiếp tục căn 3 lần anh em ạ. Một này, Gobin ơi, ý là ủng hộ mày 1KB, 1KB, 2, 3, ui. Sạt nghiệp mày mất rồi anh em ạ. Sạt nghiệp rồi anh em ơi. Không biết nói gì luôn, sạt nghiệp. Hết cánh rồi, hết lông luôn rồi. Chết. Sạt nghiệp rồi. Mày ơi, đập nhầm vào cái khiên với đau anh em ạ. Thằng đấy. 1. Huynh ép này khả năng nó lên dễ anh em này. 4 5 7, rồi hãy tiến hành tiếp phát nữa. Sắp hết rồi. Cái này bỏ bừa rồi nhá, nhá phải xếp xác thì nó mệt ra, xếp nó cũng xịt mà. Đập luôn cho nóng này. 1. Gobin ơi, lần này là không cho mày nữa. 2 3. Ê, không cho mà cho nó 1.000 nó cũng không cho. Kinh thật.
Quá kinh em ạ. Hết 5 cái lông rồi. 5 cái lông rồi. Phát cuối cùng thì không được thì thôi. Hết rồi. Hết thật rồi em ơi. Đã đi rồi. Còn đợi. Chờ em không. Chán lắm em ạ. Mua tạm cái vũ khí anh em có ai bán không ạ? Không quá. Hoàng kim này, cộng 9, 25 recoil à. Mua mẹ thì nó máu anh em ạ. Mua đúng một món thôi để còn 9 món kia, 4 món kia nó đeo bán được anh em ạ. Đúng anh em thấy hay không? Nó bán cái xếp mình mua đúng có một món thôi. Còn 4 món kia nó bán cho quỷ. Rồi, cảm ơn bạn. Mình xin. Xin bạn nhá. Mình xin bạn. Bạn, ông kia ông còn 4 món ông đeo bán đâu. Người ta mua cả set cơ. Cắm quá thằng Nam đúng không thằng Nam. Cô bẩn quá anh em chửi chết. Em kiểu gì tí nữa cũng comment chửi ở dưới bình luận cho mà xem. Anh em chửi mạnh lên nhá. Càng chửi mình càng tiếp thu không sao hết. 7 này. Mạnh lên 9 đi. Nhau mà nhà. Nhà có điều kiện mà. Lên 4 này. Lên 8 này được chưa? Nét chưa? Quá là nét anh em ạ. Cực kỳ nét luôn. Nay mà không lên được thì à. Nay mà không lên được thì tiếp lại đúng bài chuẩn. Đúng bài chuẩn huấn hoa hồng. Huấn hoa hề anh em ạ. 60%. Ăn lần cuối cùng này. Một. Lần cuối ta nắm tay nhau thì hãy nói hết đi em. Hai. Ba. Ui. Chịt mẹ rồi anh em ạ. Chịt rồi. Không ăn thua. Hết mẹ rồi. Còn một cái lông nữa nhưng mà không có cánh anh em ạ. Còn đúng một cái lông nữa mà không có cánh. Khả năng phải đi quay cái cánh thêm đây. Hát cuối cùng. Hát cuối cùng anh em ạ. Thôi. Tắt tay đi, lấy ra quay cánh đi. Quay cánh đi. Ai, căng quá. Cực kỳ căng luôn. Không nào bán like không? Đợt phát cuối cùng rồi em nhá. Phải đi mua cánh một cái. Mua Win 1 bằng 10B Noria. Ai bán không bán cho tớ cái Win 1 cái. Ai bán không? Ai mới B đi. 10B ít quá nhỉ. 20B. Anh em ơi. Ủng hộ tay Quỳnh 1 nào. Làm ơn ai đó giao dịch tớ cái cho Quỳnh 1 đi. 20B mà. Chết căng quá anh em ạ. Em chờ chút nhá. Kiếm cái Quỳnh 1 cái. Đây hình có người thằng này.
Không phải. Không phải rồi, hình như mình đeo con gấu này đen quá nhỉ. Tháo mẹ ra đi. Tháo mẹ ra cho bớt đen này nhỉ. Tháo mẹ ra cho bớt đen. Đây ông này ra dịch một đi. Đúng rồi đúng rồi. Chắc chắn rồi. Đấy biết ngay mà. Ui ngon 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 ngon. À, ông một viên là 21 viên. Quá tuyệt vời, cảm ơn bạn nha. Cảm ơn bạn. Tuyệt vời, tuyệt vời. Tiếp tục phát cuối cùng. Còn cái thằng này mua nốt cái gì của nó đi. Giờ phải ép anh ạ. Cái gì đây? Mua được rồi. Mua nốt cái quần của nó đi. Đấy. Mua nốt cái quần của nó đi anh em ạ. Cái Queen 2 này kia mình không đập mấy dòng nhỉ. Phát cuối cùng anh em nhá. Phát cuối cùng anh em xem ủng hộ mình cái. Phát cuối cùng tất tay đấy. Không còn gì đâu. Không còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Cười nhiều quá. Cười khè khè nhiều quá. Đã nén ngọc này. Ngọc ước nguyện này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đúng đập 7 trên đúng này thôi. Giả nén ngọc. Ngọc sinh mệnh. Phát nữa. Lên 4 như lúc này cái 7, 4 là lên đấy em ạ. 8 rồi. Quyết định vậy đi. Quyết định vậy đi anh em ạ. Làm thêm 2 cái bùa nữa cho nó hoành tráng. Méo em mà. Hai cái bùa này cho nó hoành tráng. Kết hợp bình thường này. Bỏ bừa vào nhá. Méo cần phải xếp chiếc làm gì cho nó xịt ra anh em ạ. Đằng kiểu méo thì nó không xịt mà. Đập luôn đi. Phát cuối cùng của anh em nhá. 7 cái lông. Mua được rồi. 1. Phát cuối cùng của anh em ạ. Hy vọng là lên. Hy vọng là lên. 1. Hello bạn ADDA nhá. 1. 1. Ok. Hay ta. Đập luôn đi. Ui. Tan nát cửa nhà rồi anh em ơi. Tan nát cửa nhà rồi. Ok. Video đập Win 2.5 của mình đến đây là kết thúc anh em ạ. Méo đập được cái Win 2 nào. Đập một phát thì xịt. Đây. Vẫn còn dư nguyên liệu đây. Căng quá. Cực kỳ căng luôn anh em ạ. Khả năng khá là khó. Khá là khó anh em ơi. Không làm gì được. Xịt hết rồi. Giờ làm sao đây anh em. Ok clip của mình đến đây là kết thúc nhá. Anh em thấy hay thì hãy cho mình một like, một subscribe. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye.